Alo, lại là Vũ Thúy Vui đây các bạn. Chúng ta lại tiếp tục nghe cô Phương Dung Mộc Việt Kiều Đức giao lưu về việc du học nghề, du học đại học và cuộc sống của kiều bào mình tại Đức ha. Đây là những ý kiến của cô, mình sẽ bổ túc thêm, mình góp thêm những ý kiến của mình ha. Khi mà qua cuộc trao đổi này mình thấy là mình nên có những cái trao đổi thêm với các bạn về cái cuộc sống ở Đức ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe cô Phương Dung giao lưu ha các bạn ha. Xin mời các bạn nghe tiếp. Mấy lần trước là những video trước là chúng ta đã nghe tới đoạn cô nói về việc du học nghề tại Đức ha. Hôm nay chúng ta nghe tiếp coi là cô giao lưu tiếp về chuyện gì ha. Con nghe là từ nãy giờ là con thấy nó cũng sáng mắt rồi đấy đấy. Tức là ở trong nước thì là bố mẹ ông bà toàn khoe cháu đi Đức rồi. Ê, cháu không, cái đấy là cái ảo thôi, bởi ảo. vì ai cũng thế, ai cũng thực ra mà nói thì thôi, thì mỗi một gia đình có một điều kiện khác nhau, họ đưa con họ đi là với lý do riêng, mình không nên nói những cái vấn đề như thế, bởi vì có bạn học được, có bạn không học được, có nhà có thể là cũng có bạn ở nhà bố mẹ nói không nghe, tống khứ đi cho nó khuất mắt, sang đến ngoan ngoan lại cày nhiều đúng không? Đấy, bởi vì không cày là chết. Không lấy tiền đâu trả tiền nhà, lấy tiền đâu lấy tiền ăn, lấy tiền đâu để lấy vé tàu để mà đi lại, tất cả đều phải, tất cả bên đấy tiền từ đầu đến chân phải cần tiền. Thế mà bây giờ không có tiền thì ai cho? Bố mẹ có khả năng để gửi mãi sang được không? Thực ra nhiều gia đình mà bố mẹ chỉ đủ cái tiền để chạy đi thôi, còn cái tiền hàng tháng là thiếu, không thể được, cho nên chúng nó đi làm khổ lắm, thương lắm đấy. Không thể nào mà cái Thùy Dương nữa ở trong nước người mà sao bên bên Na Uy nó chăm thế. Con có một điều rất là lạ là mấy anh em ở trong nước thì lười, chả chịu học hành gì cả, ăn chơi nhảy múa xong là chửi đảng nhà nước như hát ai, nhưng mà cứ sang Tây cái là ngoan, sang Tây là ngoan mà chăm làm lắm, chăm học ngoại ngữ luôn, chả hiểu kiểu gì nó lại hay đến sau đây. Đấy, cái đấy là cái phương tiện kiếm sống, cái phương tiện kiếm sống mà anh thiếu những cái đấy thì là anh không thể trụ được, anh không thể được trang trải. Hôm nay là cô trao đổi về nhiều bậc phụ huynh đã phải bán đất bán nhà cầm sổ đỏ để cho con em mình đi qua Đức nói riêng và đi ra nước ngoài nói chung ha. Thì ý cô nói là có nhiều cha mẹ là muốn tống con mình đi bị ở nhà nói không nghe. Thì anh phỏng vấn này anh giao lưu này anh nói là anh cũng ngạc nhiên có nhiều bạn ở nhà là đứa con hư đó nhưng mà qua bển bỗng nhiên là ngoan, tự mình cài tự mình kiếm tiền rồi học tiếng của nước sở tại thì bỗng nhiên trở thành một con người rất là hữu dụng cho xã hội ha, còn ở nhà chỉ biết ăn chơi đập phá thôi. Thì anh cảm thấy ngạc nhiên cái điều này. Thì cô nói thì ở bên này tiền từ đầu tới chân, không gia đình không gửi tiền nữa, muốn tồn tại thì phải cài chứ làm sao bây giờ. Thì như mình nói trong video trước là người Việt mình qua đây là phải vác cái cày lên vai. Bởi vì tiền đúng như cô nói từ đầu tới chân không có ai hỗ trợ cả. Khi bạn chưa có được giấy phép định cư vĩnh viễn tại Đức thì nước Đức không hỗ trợ gì cả. Chỉ là ví dụ bạn du học nghề thì bạn xin, nếu mà cái tiền lương du học nghề của bạn không đủ ở Việt Nam, cha mẹ thu nhập cũng không đủ thì cái luật nước Đức là kể cả đối với người Đức ha thì bạn làm đơn chính phủ sẽ hỗ trợ cho đủ cái số tiền để bạn tiếp tục trang trải trong cái thời gian bạn học nghề. Đó, đó là quy định của nước Đức giúp cho các bạn sẽ hoàn thành cái việc học nghề. Còn học đại học thì nước Đức không có, mình xin nhắc lại nước Đức không hỗ trợ cho việc học đại học cho các bạn. Học đại học bạn phải tự, gia đình bạn và bạn phải tự trang trải cho việc này. Chỉ có du học nghề thì nước Đức sẽ tài trợ toàn bộ, nếu như là cái lương học nghề của bạn không đủ thì nước Đức sẽ trợ cấp tiếp cho bạn. Thì trong video trước mình cũng có để cái đường link của bạn Inchino đó, thì bạn cũng có nói là cái cách làm đơn để xin đó, xin thêm trợ cấp đó,
À, thì bạn cũng đã làm rồi và bạn cũng đã được hỗ trợ rồi ha. Có thể là mình để lại cái đường link của bạn ấy hôm nay một lần nữa, là mình nói là du học nghề vẫn làm được sự ưu ái của nước Đức. Cho nên là nếu các bạn thứ nhất là kinh tế ở Việt Nam khó khăn, thứ hai là cái trình độ học của mình á, là không phải là xuất sắc á, thì nên chọn du học nghề. Và du học nghề bạn có được phép lựa chọn những nghề để bạn học. Và sau khi bạn ra trường á mà bạn đi làm mà bạn đã có giấy định cư vĩnh viễn rồi đó, bạn không thích cái nghề đó nữa thì bạn có quyền đi học nghề khác hoặc là đi tìm công việc khác, nó trái với ngành nghề cũng được, mà miễn công ty đó nó nhận bạn là được rồi ha, không thành vấn đề nữa. Khi bạn đã được định cư vĩnh viễn thì bạn cái quyền lợi của bạn như là của người Đức, lúc đó bạn muốn làm gì bạn làm ha. À, bạn muốn làm gì có đâu thì quyền của bạn, kể cả làm trái với ngành nghề mình học ha. À, còn du học đại học á, thì mình nghe nói là khi ra trường á, tốt nghiệp rồi á, bạn phải làm đúng với cái ngành nghề mà bạn đã được đào tạo khi bạn học đại học thì Sở ngoại kiều mới gia hạn cho bạn, cái đó là mình nghe nói ha. Còn du học nghề thì bạn sẽ nhanh chóng được định cư vĩnh viễn, thì khi được định cư vĩnh viễn rồi thì bạn được phép lựa chọn những ngành nghề mà bạn thích hơn, không làm cái nghề đó nữa, không làm cái nghề mà mình đã được đào tạo nữa, hoặc là bạn tự ra kinh doanh, bạn mở tiệm nail, dù bạn có năng khiếu về nail bạn mở tiệm nail cũng được nè. Bạn có năng khiếu, ví dụ bạn học về nhà hàng khách sạn mà có năng, bạn có khả năng mở kinh doanh nhà hàng khách sạn thì bạn cũng được tự mở nè. Bạn có khả năng là may vá quần áo thì bạn tự mở cửa hàng may sửa quần áo, nghĩa là những cái gì mà bạn ước mơ ấp ủ là bạn muốn tự làm bạn được phép hết, nước Đức không cấm các bạn. Lúc đó quyền, mình nói rồi, quyền tư cách pháp nhân của bạn là ngang với người Đức, nên bạn muốn làm gì đó thì bạn làm, bạn muốn làm giàu bao nhiêu cũng được, triệu phú tỷ phú euro nước Đức ok hết, chứ không phải như là cô nói cái đoạn đầu là nước Đức không tạo điều kiện cho mình làm giàu mà họ ép mình ha. Cái đó là mình nói là quan điểm của mình là không không đồng tình với cô ở chỗ này. Nước Đức là một nước kinh tế tư bản, là kinh tế thị trường, ta tạo điều kiện, thấy bạn là người giàu có thì bạn sẽ tạo công ăn việc làm cho những người khác, thì nước Đức thu được thuế nè, rồi công ăn việc làm là nước Đức không phải nuôi những người đó vì họ có công ăn việc làm, họ có thu nhập ha. À, thì mình nói với các bạn là nhiều bậc cha mẹ cũng ngạc nhiên là khi con mình ở nhà thì nó phá ăn chơi thôi, nhưng mà khi ra nước ngoài á, thì bỗng nhiên là cô ta cậu ấy biến thành một người là chững chạc, biết tự lo cho bản thân. Thì cô cũng nói là gia đình không gửi tiền qua nữa thì phải cài thôi, không cài lấy đâu ra. Rồi trong cái cài đó là người ta tìm thấy cái bản thân của họ, một một thời tuổi trẻ ăn chơi, sao bây giờ mình cũng chịu được gian khổ vậy ta, đó mình cũng đâu có thua gì những người khác đâu, mình cũng đâu phải ăn bám cha mẹ nữa đâu. Nhiều khi là các bạn ấy là tự khẳng định được cái bản thân của các bạn ấy biến thành một con người khác thì điều đó là cũng là hữu ích cho bạn ấy và cho cả xã hội, và cũng là một niềm tự hào cho cha mẹ nữa. Con mình bây giờ nó trưởng thành rồi, nó không phải là cái đứa ăn bám nữa, không phải làm khổ cha khổ mẹ như ngày xưa nữa, thì đó là cũng một cái điều hay. Nhưng mà mình nói là ở nước ngoài chúng ta phải chấp nhận gian khổ nha các bạn. À, nếu mà bạn sợ khổ á thì bạn sẽ không thành công ở nước ngoài đâu, còn đã bạn không sợ gian khổ á thì cái thành công nó sẽ đến với bạn rất là dễ dàng ha. À, thì bạn cứ suy nghĩ thật kỹ đi, mình có chịu được gian khổ không, có chịu được xa nhà hay không, mình có sẽ tự lập được hay không. À, khi mà từ xưa tới giờ cha mẹ đều lo lắng hết cho mình rồi đó, những bạn nào mà mình nghĩ là những bạn nào mà gia đình khó khăn gian khổ thì các bạn ấy biết sẽ phải làm gì, còn những bạn mà từ trước tới giờ là sống trong sự bảo bọc nhung lụa của cha mẹ đó thì cũng là hơi khó. Nhưng mà bạn qua đây là bạn có một cái điều kiện, đó là gì, bạn sẽ nhìn nhận bản thân bạn là ai, khả năng bạn tới đâu, không có sự che chở bảo bọc của cha mẹ nữa thì bạn sẽ sống như thế nào, bạn biết mình sẽ phải làm gì, thì bạn tìm thấy chính mình
tìm lại thấy chính con người mình, bạn được sống tự do theo cái suy nghĩ, theo cái công việc của mình. Nhiều khi cha mẹ ở Việt Nam nhiều khi vì lo lắng cho con quá đã phong tỏa bạn, không cho bạn được làm theo những cái suy nghĩ, theo những cái tính cách của bạn, mà phải làm theo ý nghĩ mong muốn của cha mẹ, thì bạn cảm thấy là ngột ngạt khó thở. Nhưng mà khi bạn qua Đức du học nghề rồi, du học đại học rồi, bạn có cuộc sống riêng của bạn, thì cha mẹ chỉ là người hỗ trợ tư vấn từ xa thôi, chứ không thể mà có thể là phong tỏa bạn như ngày xưa nữa ha. Bạn làm gì là tự bạn làm, chứ còn ngày xưa hãy làm cái gì cũng cấm đoán, gì cũng lo sợ, gì cũng hãy ló ra cái gì là cấm cái đó, lo cái đó, rồi không được đâu con ơi, thôi con ơi khổ lắm con ơi, cực lắm con ơi, sao con không hưởng đi, cha mẹ đầy đủ lo cho con đầy đủ từ A tới Z, sao không hưởng đi mà phải lăn lộn làm chỉ cho khổ, dậy sáng sớm lạnh lẽo mặc quần áo ấm đi tới đó làm còn bị người ta nói này nói nọ, tại sao con phải là chịu khổ như vậy, cha mẹ lo được cho con mà tại sao con phải là chịu khổ đó. Thì cha mẹ là không hiểu mình muốn gian khổ mà mình muốn là mình phải là mình, chứ bạn bè nó xài đồng tiền của nó không phải xài đồng tiền của người khác. Còn mình á, là đủ 18 tuổi rồi, có tay có chân, có sức khỏe, có đầu óc, cứ phải ngửa tay xin tiền cha mẹ hoài, cha mẹ cũng già đi, thì đồng tiền đó của cha mẹ làm ra mà, mình xài lúc mình nhỏ tại vì mình không có khả năng để kiếm tiền thôi, bây giờ mình lớn mình cứ xài như thế, mình xài tới già sao, mình xài tới mình lấy vợ lấy chồng mình vẫn xài thao, thì nhiều khi nhìn lại mình thấy nó nhục nhã thế nào, mình thấy nó không xứng đáng. Cha mẹ làm thì cha mẹ hưởng đi, con cha mẹ nuôi con tới tuổi này rồi, sức già dai rộng, lớn rồi, lớn khôn rồi, mà cứ như đứa trẻ lên ba, cứ mỗi tiếng xin tiền mỗi tiếng đòi tiền đòi quà, mà nhìn qua bạn bè đóng tiền của nó làm nó xài nó tự hào biết bao nhiêu không. Còn mình cứ phải là dựa dẫm xài trên công sức của cha mẹ, mà cha nghĩ lại thì mình tội tội cha mẹ mình nuôi mình rồi, bây giờ lớn rồi mình không chịu làm không chịu học, mình sẽ xài mãi cái tiền đó suốt đời hay sao, mà miệng ăn núi lở, xài tới lúc nào đó nó cũng hết rồi, lúc đó mình làm cái gì, mình đi ăn xin hay sao, tại vì mình không chịu học không có nghề ngỗng gì. Thì mình thấy là nhiều khi các bạn ấy ở Việt Nam là bị phong tỏa, còn qua đây được tự do, cho nên các bạn ấy phát triển, tự nhiên là phát triển bản thân lên, thì cái gia tài của cha mẹ mình sẽ làm cho nó bự thêm ra, lớn thêm ra. Còn nếu mà mình chỉ ăn xài thì cái gia tài đó nó sẽ nhỏ dần đi và nó hết. Còn nếu mà mình có tài năng thì mình dựa trên cái nền tảng mà cha mẹ có đó, thì mình sẽ phát triển lên thêm đó. Thì như vậy á, là thế hệ trước thế hệ sau cũng như là gia truyền cha truyền con nối, mình tiếp tục phát huy được những gì mà cha mẹ đã gầy dựng lên thì mình thấy tự hào hơn, chứ mình thấy là an tâm hơn, và sau này con mình nó nhìn vào nó nói ba mẹ tôi cha mẹ tôi là tấm gương cho tôi, đã không dù rằng là sống trong dung lụa sống trong việc mà không phải lo lắng gì về tiền bạc, nhưng mà cha mẹ tôi đã không dựa dẫm, đã làm cho phát triển thêm cái cơ nghiệp của ông bà đó, thì tôi cũng phải học tập cái điều này. Chứ còn mình ăn chơi không rồi mình nghiện ngập thì đời con cháu mình nó có cái gì hả bạn, nó không có cái gì hết. Mình ăn chơi nghiện ngập mình phá gia chi tử hết cái đời, hết cái gia tài của cha mẹ mình, tới đời con mình nó cũng chỉ đi ăn mày như mình thôi. Cho nên mình nói là các cái nhà tỷ phú trên thế giới họ dạy con rất là nghiêm, kể cả con mà tiền bạc tự đi kiếm đi chứ họ cũng không cho đâu các bạn, họ cho chỉ những cái cần thiết thôi. Các bạn nhìn thấy ông Bill Gates đi, ông dạy con cũng rất là nghiêm khắc ha. Rồi hoàng gia Anh con cái cũng phải học hành tử tế, cũng phải là phục vụ trong quân đội chứ không phải là nói là hoàng tử rồi không làm gì hết, chỉ ăn với chơi ha. Hoàng gia Nhật Bản cũng vậy, nghĩa là các cái gia tộc á càng lớn, gia sản càng lớn thì người ta càng phải dạy con kỹ càng thì mới giữ được cái gia sản đó và phát triển lên. Còn mà không kỹ càng á thì cái gia sản lớn bao nhiêu người ta nói miệng ăn núi lở cũng hết rồi các bạn ha. Thì cái đoạn này á, là mình thấy là cô nói đúng
Cô nói là nhiều bạn với cái anh phỏng vấn này nói đúng, nhiều bạn ở Việt Nam thì không là gì cả, nhưng mà qua đây là cái giá trị của bạn ấy đã mài giũa cái giá trị của mình thành cái viên ngọc, cái viên kim cương nó sáng chói lên. Điều này thì cũng rất là hay. Thì các bạn, đó là mỗi người mỗi hoàn cảnh, còn mình vẫn luôn nói là các bạn có điều kiện du học nghề thì chúng ta cứ đi du học nghề ha. Để chúng ta có một cái tương lai thật là tốt đẹp và ổn định tại Đức ha. Nước Đức sẽ tạo điều kiện hết cho bạn ha. Chúng ta lại nghe tiếp. Cuộc sống hàng ngày đấy, cho nên là khi Bác mà Hồ dạy đúng nhỉ? Tức là cứ cái phương pháp lao động tốt. rồi ôi cứ 5 điều Bác Hồ dạy thì ở đâu sống cũng được đấy, kể kể cả ở bển với kể nhà đều sống tốt hết thế. Bên ấy 5 điều Bác dạy Hồ dạy còn phải học gấp đôi, Là còn phải gấp đôi cơ ôi chứ cần gì nữa, à? Ừ nhỉ. người ta nói mình có hiểu đâu. Tức là vì là tiếng ta giỏi hơn tiếng họ. Dạ, tiếng ta giỏi hơn tiếng họ, người ta nói một đằng mình hiểu hiểu một nẻo đấy. Thế cho nên là ngôn ngữ rất bất đồng, cho nên là mình làm cái gì nó cũng rất là khó. Thế cho nên là người Việt nhà mình chỉ làm trong người Việt với nhau, Là dễ đừng nhất. có hy vọng mà vào những cái hãng của Đức để làm việc, khó lắm. Tất nhiên là cũng có một số người đi làm ở hãng Đức, thế nhưng mà không phải là ai cũng có đủ điều kiện để vào những hãng Đức ấy để làm. Thế cho nên là mình cũng thật sự là khuyên các bạn trẻ ở Việt Nam ấy, thì là nếu mà phấn đấu thì phấn đấu ở quê hương nhà mình tạo điều kiện cho bạn rất nhiều những cái. Rồi, cô nói cái đoạn này là người Việt mình chỉ làm cho người Việt mình thôi, chứ đừng hy vọng là vào các hãng của Đức hay các bạn ha. Thì điều này chỉ đúng với thế hệ của mình các bạn. Thế hệ mình là không được đào tạo tiếng Đức. Bọn mình đi là qua đã có đội trưởng phiên dịch rồi, không có học tiếng Đức rồi. Khi bọn mình mà đăng ký ở lại Đức á, thì cũng không có một khóa đào tạo tiếng Đức nào cả. Bọn mình phải lăn lộn bán chợ trời các bạn. Đấy, bán chợ trời, bán quần áo, bán hoa, rồi dần dần cũng mở nhà hàng. Tiếng tăm thì bẻ đôi không biết, mà nhiều bác bây giờ là những đại gia về ngành ẩm thực nha các bạn. Có những chủ nhà hàng rất là nhiều ha. Thì mình nói các bạn là thế hệ của mình mà xin vào hãng xưởng rất là khó, bởi vì thời Đông Đức thì có đội trưởng phiên dịch không cần, nhưng mà khi mà sáp nhập Đông Tây rồi đó thì đội trưởng phiên dịch không còn nữa. Bọn mình thì không biết tiếng, cho nên chỉ lăn lộn ngoài chợ trời thôi, tự lo cho bản thân mình thôi. Cho nên câu nói là nói vấn đề này đúng với thế hệ của mình thôi, còn thế hệ các bạn là được học tiếng Đức qua đào tạo, có bằng nghề của Đức, thì các bạn làm việc chủ yếu là cho các hãng Đức ha. Chứ còn làm cho người Việt mình thì người Việt mình cơ sở kinh doanh đâu có nhiều như vậy, đâu có lớn mạnh như vậy để mà tuyển dụng hết các bạn. Còn cơ sở ở Đức là người ta rất là lớn mạnh, rất là lâu đời. Và chính vì vậy người ta yêu cầu bạn là phải học tiếng Đức giỏi, học được cái bằng của tiếng Đức. Thì lúc đó bạn vào làm việc trong cái môi trường của xã hội Đức thì bạn mới làm được, hòa nhập được. Đó, và thì cái lãnh lương như người Đức ha. Thì mình thấy các bạn có thấy là quá công bằng rồi gì nữa. Bạn được học tiếng Đức, bằng cấp của Đức, bạn lãnh lương như một người Đức. Thì có cái gì đâu mà các bạn phải lo lắng sợ hãi ha. Còn cô nói là người Việt chỉ làm cho người Việt thôi thì chỉ là thế hệ mình thôi nha các bạn ha. Không đúng với thế hệ của các bạn đâu. Cái thế hệ các bạn là làm cho người Đức là chủ yếu, là cho các công ty Đức là chính, còn làm cho người Việt là ít thôi. Những cơ sở người người Việt đâu có những nhà máy, đâu có những viện dưỡng lão, đâu có những nhà hàng khách sạn bự đùng như vậy để mà tuyển dụng các bạn đâu ha. Ha, thì mình nói là nếu mà các bạn mà đi với visa đầu bếp á, thì các bạn sẽ y như bọn mình như ngày trước thôi, chỉ làm được cho người Việt thôi, không làm được cho người Đức. À, bạn nào mà đi với visa đầu bếp, cái này nó đang mới đó, nó đang gọi là hot hot đó. Thì bạn nếu mà bạn may mắn mà công ty đó làm ăn uy tín đưa bạn qua được á, thì bạn cũng chú ý học tiếng Đức đi, còn nếu không á thì bạn cũng chỉ làm cho người Việt thôi, y như cô nói như thế này thôi ha các bạn ha. Thì video này mình tạm biệt các bạn ở đây, chúng ta lại tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn, cuộc trao đổi với cô trong những video sau. Chia sau video xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt thời gian qua và ủng hộ mình ha. Chia tạm biệt.